Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 12 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh có chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, lên đến 9,4 vào lúc 12 giờ. Cụ thể, tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, chỉ số UV cực đại được dự báo ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình. Các khu vực còn lại trên cả nước có chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Dự báo trên biển ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Ngày và đêm mai 13 tháng 10, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8. Biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét. Ngoài ra, đêm qua và sáng sớm nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt, từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa phổ biến là 200-400mm, có nơi trên 500mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo, từ 8 đến 14 giờ hôm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.